Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng. Vì vậy, hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hành live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trong chương trình ngày thứ ba hôm nay, ngày 7 tháng 2 2017, trời vẫn mưa và mưa đến khi nào, nhưng mà mưa hay không mưa vẫn chúc quý vị một ngày làm việc nghỉ ngơi thật là tuyệt vời, như ông Obama lúc này chưa bao giờ mà ống hưởng thụ trong suốt hơn 8 năm trời vừa qua. Và kể từ khi ông làm thượng nghị sĩ của Illinois cho đến giờ phút này, chúng tôi có hình ảnh và bản tin tường trình gửi đến quý vị. Thế nhưng bao giờ thì hết mưa hả Thảo Yên? Thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì hiện giờ vẫn mưa, nhưng mà đến tầm 2-3 giờ chiều ngày hôm nay thì dự báo thời tiết cho biết là mưa sẽ ngớt đi. Nhưng mà bắt đầu từ tối là khoảng 9-10 giờ thì có 30-40% cho biết là sẽ mưa trở lại và mưa đến sáng sớm ngày hôm sau. Vâng. Tức là vẫn rỉ rả từ bây giờ cho đến sáng ngày. Nhưng mà từ 2 giờ cho đến 8-9 giờ thì đỡ là ngớt mưa rồi thưa anh. Và ngày hôm nay thì do trời âm u và mưa như thế cho nên là ở Westminster chỉ ở mức là 60 độ trở xuống thôi thưa quý vị. Buổi tối thì tầm ở mức là 55 độ trở xuống. Còn Anaheim thì ngày hôm nay nhiệt độ ở mức là 63 độ, 64 độ. Tối thì ở mức là 55-56 độ. Và ngày mai thì trời có mây mù thưa quý vị, nhưng mà không có nói là có mưa. Nhưng mà rồi đến ngày thứ 6 này thì đến 85-90% là sẽ tiếp tục mưa nữa. Vâng. Nhưng mà rồi quý vị nhìn thấy cái dự báo thời tiết là từ cuối tuần cho đến nguyên tuần tới là nhiệt độ tăng lên, trời nắng ấm rất là đẹp. Coi như chúng ta chỉ còn chịu đựng những ngày mây mù từ đây đến cuối tuần mà thôi. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 43 phút sáng và mặt trời lặn lúc 5 giờ 29 phút tôi chiều. Tôi không cần nghe tin mặt trời mọc hay lặn chết. Có thấy đâu mà mọc với lặn, không có một tí nắng thưa quý vị. Trong khi đó thị trường tài chính có nắng rất đẹp ngày hôm nay, hết mưa rồi. Thị trường tài chính ngày hôm nay một màu xanh, đúng là một màu xanh của hy vọng. Dow Jones lên được 84 điểm, Nasdaq lên được 24 điểm, S&P 500 lên được 5 điểm. Lý do họ tạm thời để qua cái vấn đề sắc lệnh của ông Trump qua một bên, bởi vì những cái vụ kiện này nó sẽ còn kéo dài trong tương lai thưa quý vị. Hết theo dõi lệnh của ông thẩm phán tòa liên bang ở Washington. Sau cái vụ ngày hôm nay, đến 6 giờ Washington chiều nay chúng ta sẽ biết kết quả. Hy vọng là như thế thôi. Nhưng mà sau đó còn có các vụ kiện của 15 tiểu bang đại diện cho 40 triệu cư dân ở trên các tiểu bang này, từ California đến ở thủ đô Washington, kiện ông Trump về sắc lệnh di dân. Nhiều vụ kiện khác nữa, rồi kể cả các giới chủ nhân cơ sở kinh doanh. Chính vì thế, giới đầu tư ngày hôm nay nhìn vào các con số khác, và đó là các con số lợi nhuận của các đại công ty Hoa Kỳ. Thống kê cho thấy 65% trong tam cá nguyệt thứ tư, tức là kết thúc vào tháng 12 năm ngoái, bước sang cái hồ sơ thuế mới của 2017, các đại công ty này có lời thưa quý vị và có tiền 65%. Và như vậy đó là tin tốt. Đó là lý do tại sao mà Dow Jones nhảy vào để mua các cổ phiếu được xem là rẻ trong hai, ít nhất là hôm thứ hai vừa qua và hôm thứ sáu vừa rồi thưa quý vị. Thị trường ngày hôm nay
vẫn tăng tiến. Và thứ nhì nữa, đồng đô la tăng mạnh, tăng rất mạnh. Lý do đó là Anh Quốc hôm nay quyết định là sẽ đẩy mạnh cái tiến trình rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, gọi là Brexit. Và như vậy đó, đồng euro đang có nguy cơ đi xuống nữa. Chưa kể là ông Draghi của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu hôm nay tuyên bố đó là ngân hàng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái tiến trình hỗ trợ cho châu Âu, chưa thấy ngưng. Hoa Kỳ đã ngưng rồi, Hoa Kỳ đã ngưng từ năm ngoái, là sau khi trải qua một thời gian 7 năm trời thì cuối cùng Hoa Kỳ đã không còn quantitative easing, có nghĩa là bơm, chính phủ, ngân hàng trung ương bơm tiền vào để hỗ trợ cho các công ty, bởi vì tất cả mọi thứ đều tăng tiến rất đẹp, nền kinh tế cũng tốt và phân lời đã được tăng lên. Trong khi đó, phân lời ở châu Âu không tăng nổi, mà đã vậy còn bị kích thích nữa. Chính vì hai cái tin này mà đồng euro bị giảm, thưa quý vị. Đồng euro giảm, nhưng mà điểm đặc biệt đó, đồng euro giảm không có nghĩa là giá vàng đi xuống. Đồng euro giảm, giá vàng lại tăng lên ngày hôm nay. Lý do, giới đầu tư mặc dầu họ mua cổ phiếu, nhưng mà họ vẫn nghĩ giá vàng lúc này là một nơi trú ẩn an toàn. Nhất là vàng ở mức 1.200 đồng á, là lúc mà được xem là giá vàng thấp nhất. 1.127 đồng, quý vị có thể tưởng tượng, bây giờ đã lên được trên 100 đô la từ thời kỳ suy thoái nhất của giá vàng. Vàng lên được thêm 4 đồng 50 sen, 1.236 đồng 60 sen. Giá dầu xuống 73 sen, 52 đồng 28 sen. Chúng tôi trở lại với Thảo Yên trước khi gửi đến quý vị các vụ đụng độ giữa ông Trump với giới truyền thông, nhưng sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi, quý vị. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vừa qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly mặc cà phê trong tay. Mặc cà phê của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.